Cô xin chào các em. Cô rất vui khi được gặp lại các em ở bài học này. Em hãy chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng học tập như trên màn hình. Ngồi ngay ngắn vào bàn học, tập trung quan sát và lắng nghe những điều thú vị của bài học ngày hôm nay nhé. Tiếp nối chủ đề đồ chơi, trò chơi. Cô mời các em đến chơi nhà của một người bạn. Chào các bạn, mình là Khôi. Mời cô và các bạn vào nhà của mình. Cô chào Khôi. Giới thiệu với các em, đây là nhà của bạn Khôi. Mẹ Khôi đi vắng. Khôi ở nhà chơi với anh và chị. Em có biết anh chị em Khôi đang chơi trò gì không? Khôi và anh chị đang ngồi chơi rối que, rất là vui vẻ với nhau. Thế bạn Khôi đang cầm rối que có hình của ai? Đó là hình của một chú bộ đội. Còn rối que của chị Khôi thì sao? Rối que của chị có hình mặt trời, cười rất tươi. Vậy rối que của anh hai có hình gì? Đúng rồi, rối que của anh có hình ngôi sao vàng. Rất là đáng yêu đúng không các em nhỉ? Em hãy quan sát và cho cô biết xem. Tiếng ngồi trong từ ngồi chơi. Tiếng rối trong từ rối que. Tiếng ngôi trong từ ngôi sao. Tiếng đội trong từ bộ đội. Và tiếng khôi trong tên của Khôi đều có điểm gì giống nhau? Các tiếng này giống nhau ở vần ôi. Thế còn tiếng trời trong từ mặt trời và tiếng chơi trong từ ngồi chơi đều giống nhau ở điểm nào? Tiếng trời và tiếng chơi đều mang vần ơi. Hôm nay, chúng mình học vần ôi và vần ơi. Cô giới thiệu với các em vần ôi. Em hãy quan sát và phân tích vần ôi. Vần ôi gồm âm ô đứng trước, âm y đứng sau. Các em đánh vần và đọc trơn theo cô. Ô y ôi. Ôi. Ô y ôi. Ôi. Tiếp theo, mình cùng làm quen vần ơi. Vần ơi gồm âm ơ đứng trước, âm y đứng sau. Em đánh vần và đọc trơn theo cô nào. Ơ y ơi. Ơi. Ơ y ơi. Ơi. Thế vần ôi và vần ơi đều có điểm gì giống nhau? Cả hai vần này đều giống nhau ở âm y đứng cuối. Thế đố các em biết, có vần ôi, muốn có tiếng rối, cô làm thế nào? Cô thêm âm r đứng trước vần ôi và thành sắc trên âm ô. Em đánh vần và đọc trơn cùng cô. R ôi rôi sắc rối. Rối. R ôi rôi sắc rối. Rối. Lúc nãy anh chị em Khôi đã chơi trò gì với nhau, em có còn nhớ không? À, anh chị em Khôi đang ngồi chơi rối que. Thế trong từ rối que có tiếng nào chứa vần
em vừa được học. Tiếng rối chứa vần ôi. Em cùng đọc trơn từ khóa với cô nhé. Rối que. Rối que. Anh chị em Khôi đang ngồi chơi rối que rất vui vẻ với nhau, thì bỗng có một âm thanh vang lên. Tiếng gì thế các em nhỉ? À, đó chính là tiếng chuông cửa đấy. Mẹ Khôi vừa về, mua cho Khôi một món quà. Chúng mình cùng xem nào. Đây là gì thế các em? Mẹ mua cho Khôi một chiếc xe hơi đồ chơi. Cô có từ xe hơi. Quan sát từ xe hơi, em phát hiện giúp cô tiếng nào chứa vần mình vừa được học. Đó là vần ơi trong tiếng hơi, đúng không nào? Em đánh vần và đọc trơn tiếng hơi cùng cô nhé. Hờ ơi hơi. Hơi. Hờ ơi hơi. Hơi. Em cùng cô đọc trơn từ khóa. Xe hơi. Xe hơi. Chúng mình vừa được học vần ôi, vần ơi và hai từ khóa mới của bài. Em đọc lại với cô một lần nữa nhé. Ôi. Rối que. Ơi. Xe hơi. Vừa nãy mẹ đã về. Bây giờ Khôi và anh chị sẽ phụ mẹ nấu cơm, làm việc nha. Nhưng trước khi rời khỏi phòng, Khôi cần dọn dẹp các món đồ chơi, vật dụng của mình. Em hãy cùng Khôi cất các đồ vật vào thùng sao cho gọn gàng. Tên của đồ vật nào chứa vần ôi, em sẽ để vào thùng vần ôi. Còn tên của đồ vật nào chứa vần ơi, em sẽ để vào thùng vần ơi. Các em đã hiểu chưa nào? Thời gian cho các em là 10 giây. Bắt đầu. Đã hết thời gian rồi. Các em hãy cùng quan sát trên màn hình và kiểm tra lại với cô nhé. Phía trên chiếc tủ là đồ chơi gì? Đồ chơi có hình ngôi sao vàng lấp lánh. Thật đẹp đúng không các em? Em đã để ngôi sao vào thùng đồ chơi nào? Tiếng ngôi có chứa vần ôi. Em đánh vần lại tiếng ngôi với cô nhé. Ngờ ôi ngôi. Cùng cô đọc trơn từ ngôi sao. Vậy thì chúng mình sẽ cất ngôi sao vào thùng vần ôi. Em có đồng ý không? Chúc mừng các em đã sắp xếp đúng. Thế còn phía dưới chân tủ là đồ chơi gì nào? Em hãy cùng đọc và kiểm tra lại với cô. Bộ nồi. Đây là những chiếc nồi đồ chơi có kiểu dáng giống nhau, tuy nhiên khác nhau về kích thước. Với bộ nồi đồ chơi này, chị em Khôi có thể chơi trò nấu ăn, tập làm đầu bếp. Vậy em đã cất bộ nồi vào thùng đồ chơi nào? À, chúng mình sẽ cất vào thùng vần ôi. Bởi vì tiếng nồi có chứa vần ôi. Cô xin chúc mừng các em một lần nữa. Đồ vật tiếp theo, em cùng cô quan sát nào. Trên tường treo đồ vật gì? Cùng đọc với cô nhé. Đồ bơi. Tiếng bơi chứa vần ơi.
em đánh vần cùng cô. Bờ ơi bơi, bờ ơi bơi, cùng cô đọc trơn từ. Đồ bơi, em đã để đồ bơi vào thùng đồ chơi nào? Lựa chọn đúng, đó là thùng vần ơi. Các em hãy vỗ tay khen mình nếu em đã thực hiện đúng nhé. Vậy món đồ chơi cuối cùng có tên là gì? Em đọc to cùng cô nào. Đồ chơi câu cá. Em từng chơi trò này chưa? Món đồ chơi này có các lỗ nhỏ chứa cá. Cá nhô lên, sụt xuống, theo vòng quay, liên tục há rồi ngậm miệng. Để câu cá, em thả cần câu, cho chúng vào bên trong miệng cá lúc cá há miệng ra. Nhấc cần câu lên khi cá ngậm miệng lại. Vậy em đã cất món đồ chơi này vào thùng nào? Tiếng chơi có chứa vần ơi, nên mình sẽ để vào thùng vần ơi. Xin chúc mừng các em đã thực hiện đúng. Vừa rồi em đã cùng Khôi dọn dẹp các đồ vật trong phòng. Sau khi dọn dẹp, phòng đã trở nên ngăn nắp và gọn gàng hơn. Đây là thói quen rất tốt, rất đáng khen. Em hãy thực hiện thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày của mình nhé. Bây giờ, em cùng cô đọc lại tên các món đồ vừa được cất dọn. Ngôi sao. Đồ bơi. Bộ nồi. Đồ chơi câu cá. Sau khi đã dọn dẹp phòng và phụ giúp mẹ, Khôi ghé qua phòng của bà nội chơi. Thế bà nội của Khôi đang làm gì? Em đoán thử xem. Để biết bà nội đang làm gì, em hãy mở sách giáo khoa tiếng Việt và cùng cô đọc thầm bài đọc ở trang 83 nhé. Quan sát bài đọc và cho cô biết bài đọc của chúng mình gồm có mấy câu. Bài đọc gồm có 2 câu. Bây giờ em nghe cô đọc mẫu, lưu ý những chỗ cô ngắt nghỉ hơi. Bà nội khâu đồ chơi cho bé. Bà khâu chú thỏ có đôi tai dài, chú gấu có cái áo nâu. Trong bài đọc có tiếng nào chứa vần em vừa được học? Cô tìm được tiếng nội mang vần ôi. Em đánh vần và đọc trơn cùng cô. N ôi nôi nặng nội. Nội. Em còn phát hiện những tiếng nào nữa? Đúng rồi, tiếng chơi mang vần ơi, tiếng đôi mang vần ôi. Em đánh vần và đọc trơn cùng cô hai tiếng này nhé. Chờ ơi chơi. Chơi. Đờ ôi đôi. Đôi. Nào, bây giờ em hãy cùng cô luyện đọc lại bài đọc. Cô sẽ đọc câu thứ nhất. Em sẽ đọc câu thứ hai, nối tiếp theo cô. Mình bắt đầu nhé các em. Bà nội khâu đồ chơi cho bé.
Cô nghĩ rằng các em đã đọc rất tốt câu vừa rồi. Để thưởng cho các em đã chăm chú học tập cùng cô mời các em đến với trò chơi mang tên Mảnh ghép sắc màu. Em hãy đọc kỹ các mảnh ghép ở cột bên trái và cột bên phải, rồi ghép lại sao cho phù hợp với nội dung của bài đọc. Thời gian dành cho các em là 10 giây. Bắt đầu. Em đã thực hiện được chưa? Cùng cô kiểm tra nhé. Mảnh ghép đầu tiên, em đọc cùng cô nào. Bà nội. Thế bà nội làm gì cho bé? Bà nội khâu đồ chơi cho bé. Cô ghép với mảnh ghép đầu tiên của cột bên phải. Mảnh ghép tiếp theo, em cùng đọc với cô nào. Chú thỏ. Chú thỏ có đặc điểm gì? Em đã lựa chọn mảnh ghép nào? Câu trả lời đúng, nó là chú thỏ có đôi tai dài. Cô xin chúc mừng các em. Mảnh ghép cuối cùng, cùng cô ghép lại và trả lời nhé. Chú gấu có gì? Chú gấu có cái áo nâu. Vậy là qua trò chơi vừa rồi, các em đã được tìm hiểu về nội dung của bài đọc. Nào, bây giờ mình cùng cô đến với nội dung luyện viết của bài học này. Ở bài học trước, em đã biết viết oi. Vậy để viết ôi, em sẽ viết thế nào? À, mình sẽ viết thêm dấu mũ của con chữ ô. Em quan sát và xem cô viết nhé. Đặt bút dưới đường kẻ ngang ba một chút, viết oi. Từ điểm dừng bút của con chữ y, lìa bút, viết dấu mũ trên đầu con chữ o và dấu chấm trên đầu con chữ y ở giữa đường kẻ ngang 3 và 4. Bây giờ cô mời em thực hành viết vào bảng con hoặc vở ô ly. Cô mời các em đến với nội dung luyện viết tiếp theo. Rối que. Em quan sát và xem cô viết mẫu. Đặt bút ở đường kẻ ngang 1, viết chữ rối. Cách một ô ly rưỡi, đi bút sang phải dưới đường kẻ ngang 3 một chút, viết chữ que. Bây giờ cô mời em viết. Các em đã viết xong chưa? Bây giờ cô mời các em cùng đến với nội dung tiếp theo. Tương tự, các em đã biết viết oi. Vậy để viết ơi, các em làm thế nào?
Đúng rồi, chúng ta sẽ viết thêm dấu mốc của con chữ Ơ. Bây giờ em quan sát và xem cô viết mẫu. Đặt bút dưới đường kẻ ngang ba một chút. Viết oi. Từ điểm dừng bút của con chữ Y, lìa bút, viết nét móc của con chữ Ơ và dấu chấm trên đầu con chữ Y. Nào, bây giờ đến lượt các em luyện viết nhé. Cô mời các em đến với nội dung luyện viết cuối cùng của bài học này. Xe, hơi. Em quan sát và xem cô viết mẫu. Đặt bút dưới đường kẻ ngang ba một chút. Viết chữ xe. Cách một ô ly rưỡi, đìa bút sang phải ở đường kẻ ngang 2, viết chữ hơi. Nào, bây giờ cô mời các em thực hành viết. Với bài học này, các em lại được học thêm hai vần mới, đó là vần ôi và vần ơi. Em hãy luyện đọc lại bài ở sách giáo khoa tiếng Việt, trang 82, 83 và luyện viết thêm ở vở tập viết, trang 24. Cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo. Chúc các em luôn chăm ngoan và học giỏi.